Chúng ta sẽ bắt đầu bài học dựng mô hình kết cấu nhà xưởng với file mẫu structure đã có của Revit trong giao diện Home của phần mềm. Các bạn làm như sau: chọn lệnh New Rows, các bạn tìm đến đường dẫn của thư mục là Templates hoặc tải về từ cái file mẫu trong thư mục số 01 mà EB Việt Nam đã gửi. Các bạn chọn và mở file có tên là Structural Analysis Therefrom US Canada. Tôi sẽ sử dụng một file mẫu kết cấu dựa theo tiêu chuẩn của Bắc Mỹ. Open. Các bạn lưu ý này, định dạng tem mẫu của Revit là RTE. Trong cửa sổ New Project, các bạn nhớ chọn rằng Create New Project, chúng ta sẽ mở ra hình thức là một file dự án mới. Ok. Trước mắt các bạn, đây là file mẫu kết cấu của khối Bắc Mỹ. 1, 2, 3, 4. 4 biểu tượng này gọi là Elevation Marker, nghĩa là vết mặt đứng. Các vết mặt đứng này lần lượt tương ứng với mặt đứng chính Bắc, chính Nam, chính Đông và chính Tây. Tại mặt bằng Structural Planes, các bạn đổi sang mặt bằng Site thì sẽ quan sát được toàn bộ 4 vết mặt đứng Elevation Marker, và quan trọng là có cái 3 cái điểm mốc của dự án tại đây, bao gồm Internal Origin, điểm gốc của file mẫu, Project Base Point, điểm mốc của dự án, và Survey Point là điểm mốc chắc đạc. Trong cái video này, chúng ta hãy bỏ qua vai trò của 3 cái điểm mốc dự án này. Các bạn sẽ được tìm hiểu sau ở cái bài mà liên kết giữa kết cấu và kiến trúc. Lúc đó nó sẽ phát lộ ra nhiều ý nghĩa hơn. Các bạn hãy đóng lại các cái khung nhìn mặt đứng và mặt bằng tầng 2 mà chúng ta đã mở ra. Và sau đó nhấp chuột vào Save, lưu lại file này với tên gọi là 02.structure, Shift trừ V24. Đó là cái phiên bản Revit mà chúng ta sẽ sử dụng. Và các bạn lưu ý này, File of Types, định dạng của cái file mà chúng ta lưu lại này là cột đuôi RVT, đó là file dự án, Save. Như vậy, chúng ta đã bắt đầu một file đồ án thiết kế mới xuất phát từ cái file mẫu templates dành riêng cho bộ môn kết cấu.